Vâng, xin chào toàn thể quý cô bác quý chị. Chào mừng quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của Công Ô Tu. Mới nhất trong ngày hôm nay thì Công Ô Tu sẽ lên sóng để giới thiệu cho toàn thể quý cô bác quý chị về một chiếc xe bên Công Ô Tu vừa nhập về. Một chiếc xe đến từ nhà xuất Ford của Mỹ nha quý anh chị nhé. Đó là chiếc Ford Ranger. Chiếc Ford Ranger này sản xuất năm 2013, số sàn, một cầu, nhập khẩu động cơ 2.2 máy dầu nha quý anh chị nhé. Trước này thì em Công Ô Tu đang chào bán với giá là 395 triệu đồng. Xe đẹp căng luôn. Máy số zin, gương kính zin. Đấy, một cầu như quý anh chị nhá. Đó. Quý bác quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Ford Ranger 2013 đẹp như này thì hãy liên hệ với Công Ô Tu qua hai số hotline là 0945 883 980 và 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe. Chiếc xe này thì màu đỏ đẹp như quý anh chị nhá. Màu đỏ đẹp luôn, bốn lốp mới này. Phanh ABS chống bó cứng an toàn bốn bánh luôn. Đấy. Nắp thùng cao và đã hạ tải rồi. Chiếc này thì quý các anh chị đi ở những cái thành phố lớn thì không lo bị cấm giờ, cấm tải như quý anh chị nhá. Đấy. Đã hạ tải rồi. Vì là quy định mới là trên 950 cân á thì là quý các anh chị là được quy định vào mức xe tải rồi nên là nó sẽ bị cấm giờ, nhưng chiếc này thì đã hạ tải rồi, có thùng cao đầy đủ rồi nha quý anh chị nhá. Bản đủ XLS 2013 số sàn một cầu và đang có giá bán là 395 triệu đồng như quý anh chị nhá. Đấy, bao phí rút hồ sơ cho toàn thể quý cô bác quý anh chị. Quý cô bác quý anh chị nào mà yêu em nó thì hãy liên hệ với Công Ô Tu qua hai số hotline là 0945 883 950 và 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe. Chiếc xe này thì zin toàn tập luôn, zin 100% luôn. Thân vỏ mỏng tang như quý cô bác quý anh chị nhá. Chiếc này thì sơn của nó thì cũng còn đến 80-85% giá trị sơn gốc của nó nha quý anh chị nhá. Vì chiếc này thì bên em công vẫn hỗ trợ trả góp cho toàn thể quý cô bác quý anh chị lên đến 60% giá trị xe. 50-60% giá trị xe nha quý các anh chị nhá. Bây giờ mời quý các anh chị chúng ta sẽ xem tiếp video này. Đèn pha của chiếc xe này thì nó sử dụng đèn pha đó là đèn halogen, đèn gầm đầy đủ nha quý các anh chị nhá. Đèn gầm đầy đủ, gương kính zin. Đây ạ. Lốp mới này. Đấy, rãnh rất là sâu cũng như là ta lông còn nguyên đây. Đấy, ta lông còn nguyên nhá quý anh chị nhá. La răng đúc đẹp rồi. Đấy, gầm bệ đây. Đại chất luôn. Đấy. Gầm bệ đại chất luôn nhá quý anh chị nhá. Đây ạ. Đấy, gầm bệ này, cực kỳ chắc chắn luôn. 2.2 gương kính zin 2013 này của Formuco này. Đấy. Rồi bên đây cũng vậy này. Đấy, đều là gương kính zin hết nhá quý anh chị nhá. Đều là gương kính zin. Cũng như là tay nắm cửa đều được ốp bọc mạ chrome rồi. Có bậc lên xuống này. Nội thất thì còn nỉ zin nguyên bản nha quý anh chị nhá. Nội thất thì còn nỉ zin. Đây rãnh rất là sâu này. Đấy, gầm bệ đây. Bên trong đây nha quý anh chị nhá. Gầm bệ chất luôn này. Đấy. Lốp phía sau này rất là mới này. Đấy, lốp. Đèn hậu phía sau thì sáng trong và đẹp nha quý anh chị nhá. Đấy, đây. Hai bên luôn. Sáng trong và rất là đẹp luôn. Gầm đây. Lốp sơ cua này. Đó. Lốp sơ cua này còn nguyên này. Gầm bệ thì cực kỳ chắc chắn luôn đây. 2013 nha quý anh chị nhé. Nhưng mà gầm bệ thì rất là ok luôn. Gầm bệ rất là ok luôn. Chiếc xe này thì nó là hai chủ rồi, nhưng mà xe thì là của anh trai cho em trai nhá. Nên là bác chủ thì ra tên, ra tên chính chủ. Thì cũng được coi là xe một chủ nha quý anh chị nhé. Cũng là được coi là xe một chủ luôn. Anh lớn cho em trai. Đó. Cho em trai, nhưng mà em trai thì về thì lại vào tên chính chủ. Gương kính zin hết đây. Được coi là một chủ sử dụng từ đầu nhá quý các anh chị nhá. Được coi là một chủ sử dụng từ đầu. Đây. Lốp lát mới nhá, gầm bệ chất này. Mà giá thì chỉ có 395 triệu đồng nhá quý các anh chị nhá. 395 triệu thôi. Vậy quý các anh chị nào mà đang cần tìm mua chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cho em công qua hai số hotline là 0945 883 980 và 0984 883 980 nhé, để được hỗ trợ tư vấn mua bán. Chiếc xe này thì còn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2021. Đăng kiểm còn rất là dài, đăng kiểm còn gần 1 năm nữa. Đây, keo chỉ zin nhé. Đây là cái keo nến này. Bác chủ thì ngày xưa là dán một cái giong á. Dán một cái giong vào đây. Đây là keo nến, cái này thì em sẽ cho lột đi nhé. Lột đi, còn là keo chỉ của nó bên trong này. Vẫn là keo chỉ zin. Keo chỉ zin đét luôn nha quý anh chị nhé. Không bị một bất kể một bục vỡ hay là bị hỏng luôn. Đấy. Xe gần như một chủ sử dụng từ đầu này. Đấy. Tablo ốp cánh cửa đẹp này, rồi kệ tì tay đây. Đây. Kệ tì tay này.
Đấy. Còn zin đét luôn nhá, zin mới đẹp này. Đấy, táp ly xe đây. Đấy. Chất đẹp luôn này. Chất đẹp. Đó. Có cả phiếu bảo hành bảo dưỡng thay dầu định kỳ. Đấy. Thay dầu định kỳ nhá quý các chị nhá. Chiếc này thì em về em mới thay dầu xong. Đó. Em về em đã thay dầu rồi cho quý chị nhá, nên là chiếc này về thì quý các chị không phải lo về thay dầu nữa. Đây, nó còn nguyên ghế nỉ zin này. Nguyên ghế nỉ zin cho quý các chị nhá. Nguyên bản theo xe. Đó. Đầu đài cũng là đầu đài còn nguyên zin theo xe này. Đó. Số sàn. Số sàn. Đấy. Và trần thì nó là trần nỉ và còn bọc nguyên ni lông nhá quý anh chị nhá, từ lúc mua luôn. Đó. Còn bọc nguyên ni lông từ lúc mua. Xe thì cực chất đẹp luôn, không lỗi nhỏ cho toàn thể quý các chị. Táp ly này. Đấy. Cực kỳ chất luôn. Keo chỉ đây. Keo chỉ zin nhá quý các chị nhá. Keo chỉ zin nguyên bản theo xe hết từ A đến Z luôn. Đây, ghế nỉ zin này, càng ghế sau nữa cũng vậy này, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhá quý anh chị nhá. Chúng ta sẽ xem cái thùng sau đi. Nắp thùng sau của chiếc xe này đi. Đây ạ. Tất cả các ốc đinh tán này của nhà sản xuất này. Đấy, còn nguyên zin luôn. Đấy, còn nguyên zin luôn nhá quý anh chị nhá. Bên đây cũng vậy này. Đấy. Còn nguyên bút quẹt sơn của QC nhà máy này. Nguyên zin từ nhà sản xuất luôn nhá quý anh chị nhá. Xe này thì em còn đang đi công vụ đây, đang đi lấy hàng đây. Đó. Đang đi công vụ. Nắp thùng cao. Nắp thùng cao rồi nhá quý anh chị nhá. Đẹp, xe đẹp luôn. Đó. Bên đây cũng vậy này. Keo chỉ zin nhá, keo chỉ zin máy số zin. Đó. Keo chỉ zin máy số zin đét luôn. Máy số còn zin nguyên nhá quý anh chị nhá. Phần này nó là phần ốp nỉ này, nó còn nguyên zin luôn. Và cánh này, táp ly này cũng vậy này. Đó, rất là đẹp luôn. Phần cánh trên này cũng thế nhá quý anh chị nhá. Cánh trên này cũng vậy. Keo chỉ cũng là keo chỉ zin. Chưa bao giờ phải làm lại keo chỉ luôn. Zin đét luôn nhá quý anh chị nhá. À, chứ không phải là keo chỉ thay mòn rồi vỡ bục vỡ thay đâu. Đây, táp ly đây. Rồi kệ tì tay đây. Rồi phần ốp cánh cửa đây còn nguyên nỉ zin này. Chiếc xe này á thì em cũng nói luôn là máy số zin đét từ A đến Z. Quý quá các anh chị tìm ra lỗi tặng xe luôn. Tìm ra lỗi tặng xe luôn. Gầm bệ thì sáng choang nhá quý anh chị nhá. Gầm bệ sáng choang luôn. 2013 mà kiếm được một con là máy số zin rồi ghế zin như thế này thì hiếm lắm nhá quý anh chị nhá. Phải xe gia đình sử dụng và phải giữ thật giữ với giữ được như này. Đây ạ. Máy số thì zin hết này. Thanh răng bên trên này, đó, còn nguyên xi nhá quý anh chị nhá. Chưa hề có bị một hiện tượng gì luôn. Và tôn vỏ thì đây, mỏng tang luôn. Đấy, mỏng tang luôn nhá quý anh chị nhá. Mỏng tang luôn, đây tất cả các chi tiết này. Đấy. Nắp capo phẳng lừ. Đấy, tất cả các lỗ tròn xoe, keo chỉ zin cả xe nhá quý anh chị nhá. Bên này cũng vậy là khung phanh ABS này còn mới choe luôn. Đấy. Rồi bút quẹt sơn của QC nhà máy còn nguyên này. Đấy, máy số thì sáng choang luôn. Bác chủ đi cực kỳ giữ luôn quý anh chị nhá. Mới được một chiếc xe nó đẹp, cứng xe và đẹp như này. Không lỗi cho quý anh chị nhá. Đây. Sáng choang luôn này. Đấy. Còn nguyên bút quẹt sơn luôn. Đây. Không thể tìm được một con 2013 nào mà nó có thể đẹp hơn chiếc xe này luôn. Em khẳng định luôn. Đây. Tất cả các chi tiết còn nguyên nhá. Bút quẹt sơn của QC nhà máy còn nguyên luôn. Vâng, vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Forerunner 2013. Số sàn, động cơ 2.2 máy dầu nhập khẩu. Và chiếc này thì em Công đang chào bán với giá là 395 triệu đồng. Quý cô bác quý chị nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc Forerunner 2013 chất đẹp và còn zin hết từ A đến Z như này, zin toàn tập luôn, thì hãy liên hệ với Công Auto qua hai số hotline là 0945 883 980 và 0984 883 980 nhé, để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như là lịch hẹn xem xe và chạy thử xe. Hai số của hotline của em Công và cũng là số Zalo luôn cho quý anh chị nhé. Chiếc này thì vẫn hỗ trợ trả góp cho toàn thể quý cô bác quý anh chị. Cảm ơn toàn thể quý cô bác quý anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ Công Auto trong suốt thời gian vừa qua. Quý cô bác quý anh chị xem trên fanpage của Công Auto mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, bấm theo dõi và bật thông báo nhé quý anh chị nhé. Quý anh chị xem trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ đăng ký kênh và bấm hình quả chuông để chúng ta nhận những cái thông báo mới nhất, nhanh nhất tất cả những video khi em Công lên sóng giới thiệu, cập nhật tất cả những mẫu xe mới nhất về, và đặc biệt là những cái buổi lên livestream báo giá xe của em Công, tất cả những mẫu xe mà đang bán tại chợ vào lúc 6:30 tất cả các ngày trong tuần vào buổi tối nhé quý anh chị nhé. Cảm ơn toàn thể quý anh chị ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.